một cái đường hẻm mà vô đó toàn đất đá thôi à, thì xung quanh là cỏ, cỏ mà trồng thường thường trồng cho bò ăn á. Rồi thì có mấy cái mộ xung quanh anh em. What the fuck. Lúc đó rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay là ngày thứ tư rồi anh em, còn 11 ngày nữa là mới giãn cách. À quên, còn 11 ngày nữa là mình mới được đi lại bình thường nha anh em. Thành phố Hồ Chí Minh rồi, đang ở chỉ thị 16 á. Rồi thì hôm nay nhiều anh em nói là Minh kể về những cái kỷ niệm mà Minh đi tu đi. Thì hôm nay Minh sẽ kể những cái kỷ niệm mà nó gọi là rùng rợn đối với Minh, và Minh nhớ mãi cho đến bây giờ luôn. Đó. Thì có nhiều kiểu như là đi tu. Thì có nhiều anh em người ta thích đi bạo lực, có nhiều anh em thích chạy kiểu nẹt bô, bốc đầu. Cũng có nhiều anh em giống như là Minh và một số anh em qua đây chơi với Minh là kiểu chơi xe để trang trí nè, đẹp nè, và chơi xe để đi trải nghiệm những cung đường. Và Minh từ nhỏ Minh đã có những cái gọi là những cái sở thích đó rồi nha. Thì chiếc xe Minh làm cho đẹp, xong rồi Minh cùng nó đi những cung đường mà Minh ngắm cảnh. Và đặc biệt anh em á, cái đường ngay chỗ Long Thành á anh em, mà cái hai bờ rừng cao su á, mà anh em chỉ cần đi vào buổi chiều thôi, chiều trưa trưa thôi là cảm giác nó đẹp ơi là đẹp. Cỡ tầm 3-4 giờ đi, cái cảm giác mình tâm hồn mình rất thoải mái. Và ngày xưa khi mà Minh còn sinh viên á là Minh đã đi những như vậy rồi. Đó là cảm giác mỗi lần mình stress á, mình đi á rất là thoải mái luôn. Và đi những cung đường ví dụ như Đà Lạt rồi này nọ nè, nó thì mình cảm giác như là mình với chiếc xe đi nó thoải mái, nó đã lắm. Và chiếc xe nó giống như là một người bạn đồng hành của mình vậy đó. Thì Minh là một người kiểu chơi như vậy. Nhiều anh em cứ nói, cứ đem so sánh Minh, ừ người này người kia, người này chạy ghê gớm rồi, người này chạy kỹ thuật không bằng. Nhưng mà mình chơi xe là quan trọng là cái cảm giác mà cái con xe đem lại cho mình, nó làm cho mình có thoải mái hay không, nó làm cho mình có giảm stress căng thẳng sau những giờ làm việc hay không. Mình chơi cho bản thân mình chứ không phải mình chơi để nghe người ta nói và nhận xét về mình. Và riêng bản thân mình cảm thấy mình cùng với con xe đi trên những cung đường, chạy chậm cũng được, chạy nhanh làm gì, đầu thai sớm, chạy sao cũng được, không quan trọng là bản thân mình vui vẻ và bảo vệ cho mình và niềm vui của mình. Rồi bây giờ mình sẽ nói về một cái những sự việc đi tu cực kỳ rùng rợn mà đối với bản thân mình là sẽ nhớ suốt cuộc đời luôn, không bao giờ quên. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em. Thì cái thứ nhất á, thì như nhiều anh em biết thì quê ngoại mình ở Phan Thiết. Thì thời sinh viên thì mình bị stress là mình hay về đó, kiểu như là để mình có cây cỏ rừng, nói chung là đất rộng á, nói chung là ở Phan Thiết nhà ngoại đất rộng đó, thì mình nghỉ ngơi đùa nó đỡ stress, nó thoải mái. Thì lần thứ nhất là một lần là ở trên đường mà Minh từ nhà ngoại chạy vô Sài Gòn để kịp sáng đi học á anh em. Để kịp là sáng đi học. Thời đó là năm 2014-2015, là thời đó là Minh chạy chiếc CB190 á anh em. Đó. Thời đó là có Z1000 rồi, nhưng mà Z1000 là của anh Minh. Của anh Minh thời đó mua là 500 mấy á, chứ không phải rẻ như bây giờ, 500 mấy đỡ mắc lắm. Thời đó mình chạy chiếc CB190 thôi, CB190 với lại một chiếc TFX. Sau này là có chiếc TFX, nói chung là hai chiếc xe đó. Rồi một chiếc S135. Nói chung là ba chiếc đó. Thì trên đường mà Minh chạy từ Phan Thiết vào Sài Gòn để kịp sáng học, có nghĩa là 1 giờ đêm mình đi cho tới 5 giờ sáng là mình 5 giờ sáng mình tới Sài Gòn là mình vô mình đi học luôn. Đó. Rồi thì lúc khoảng mà Minh qua cây số 20, qua cây số 20 thì qua cái đó xíu nữa, bây giờ mình không nhớ, nhưng mà nó sẽ có một cái con đê, nó có một cái cầu với sông. Thì mình đi á nha, thì tự nhiên có người ta đi bộ tàn tàn trong đó đó, có người ta đi bộ tàn tàn, thì cảm thấy bình thường, mình vẫn nhìn người ta, ý là mình thấy lạ nha, thấy giờ khuya mà còn nhiều người đi đó thì mình thấy lạ. Cái tóc dài dài nhưng mà mặc đồ đen, thì mình đi bộ tàn tàn, cái mình nhìn người ta, nhìn như nè, quay cái đầu lên nè, nhìn thì lúc đó mình nhìn thấy cái mặt màu xanh lè mà hai cái mỏ nó gọi là sao ta, hai cái mỏ nó bầm to, hai con mắt nó lồi ra ngoài á, kiểu người chết trôi sông á anh em có hình dung vậy không. Thì lúc đó nha, mình vẫn tỉnh luôn, tỉnh bơ để mình quay lại mình nhìn như nè, mình nhìn đến khi nào mà hết đèn tối á, nhìn á, cái mình lên lại mình chạy ta
mà đủ mất trong đầu suy nghĩ cái rợn sống lưng, đủ mất cái người đâu gì mà cái mặt nó kỳ vậy trời, là nó lạnh người luôn á. Mà cái khúc đó là ngay cái chỗ gần, có nghĩa là ở đây là cái cầu, ở đây là cái cầu, ở đây là cái cầu nè, thì mình chạy qua cái cầu rồi, chỗ này nó có khúc gọi là cái đê hay là cái gì đó ở dưới sông á, nó thì người ta đi, ta đi trên đây nè, mà đi từ từ thôi, là hết hồn, rợn sống lưng không, là chạy từ từ thôi. Mà cái đợt đó chỉ là một cái đợt duy nhất thôi, nó bình thường thôi. Cái đợt thứ hai này là cái đợt mình muốn kể cho anh em nhiều nhất nè. Có nghĩa là bữa đó mình lại bị chết đi, có nghĩa là việc học áp lực quá. Là lúc đó là mà để nhớ coi là 9-10 giờ thì mình bắt đầu chuẩn bị là đi về Phan Thiết nghỉ ngơi thứ bảy chủ nhật á, về nhà ngoại nghỉ ngơi ngày 2 ngày. Thì 11 giờ mình xuất phát. Thì cái trong lúc đó thì có thể nói là lúc đó cái người mình hơi mệt, nó stress mà, nó mệt, mà đi vào khuya nó gan thiệt luôn, nó có thời sinh viên trẻ gan thiệt. Thì ra khỏi thành phố á, là khoảng lúc đó là 12 giờ mấy thôi. Khỏi thành phố là tới khúc ngay chỗ mà khúc qua thành phố Biên Hòa Đồng Nai, tới ngay chỗ cái đường mà gọi là cái đường Võ Nguyên Giáp hả, cái đường mới xây nằm ở gần Trảng Bơm á anh em. Thì chạy tới đó tự nhiên mình cảm giác cái người mình nó bị mờ, kiểu như nó mệt, nó sẽ chết sao á, kiểu như là mình có dừng lại rồi, để mình dừng lại rồi mình kiểu như anh em đi tu mà anh em biết mà, dừng lại rồi chợp mắt gì nè đó, chợp mắt như gì xong rồi ráng lên chạy tiếp, nhưng mà sức mình vẫn chạy bình thường. Nhưng mà tự nhiên vô một cái khúc đó mình cảm giác nó bị mất ý thức đi, nó bị sao đó. Cái mình đi sao mà đi, nói chung mình vẫn chạy, vẫn lái bình thường anh em, vẫn chạy bình thường. Không biết anh em nào có rơi vào trường hợp như mình không. Cái chạy sau tới 5 giờ sáng á, thì mình tỉnh dậy. Thì mình nằm ở trong một cái con đường gọi là nó quốc lộ đây. Thì cái đường đó là cái đường hẻm, một cái đường hẻm mà vô đó toàn đất đá thôi à. Thì xung quanh là cỏ, cỏ mà trồng thường thường trồng cho bò ăn á. Rồi thì có mấy cái mộ xung quanh anh em. What the fuck. Lúc mà mình phát hiện là mình ở đó thì mình vẫn trong trạng thái gì nè, có nghĩa là ngồi trên chiếc xe rồi tỉnh ấy á, đó. Rồi nhìn lại thấy được mắt sau cỏ không ơi, đường gì trời. Rồi nhìn xung quanh là có mấy cái mộ mà mộ kiểu cũ á anh em. Đó, mà bây giờ kêu mình vô đường đó mình không biết đường đó nào mà mình đi. Xong rồi mới hết hồn lại, lúc đó là 5 giờ sáng rồi. Mà ông bà trời ơi, chạy gì từ đây về Phan Thiết mà 5 giờ sáng mà chưa tới Phan Thiết. Còn một cái điều này bất ngờ nữa, cái mình tỉnh dậy xong cái mình nhìn phía bên kia, mình thấy vô đường phía bên kia thì nó không có cái gì hết. Nó thẳng, mình nghĩ là thôi, chắc mình phải quay đầu lại. Thì quay đầu lại thì chạy một chút nữa thì mình ra đúng cái quốc lộ. Ra đúng cái quốc lộ đó thì mới biết là đang ở dưới Vũng Tàu luôn em. What the hell. Chạy về Phan Thiết mà đi đúng Vũng Tàu luôn. Thì bây giờ mình mới suy nghĩ lại thì cái đường khúc Trảng Bơm thì có đường thẳng khúc quẹo Vũng Tàu, chắc là mình quẹo qua hướng đó, mình đi miết xuống đó. Rồi mình không đi thẳng, mình quẹo xuống đó thì đến Vũng Tàu. Mấy anh em tin không? Từ Vũng Tàu xong mình chạy về lại Phan Thiết là cái ngày đó mà đi từ 11 giờ đêm mà tới 11 giờ sáng hay 10 giờ sáng gì mới tới Phan Thiết. À, thiệt sự cái bữa đó là từ đó là mình ngại đi đêm nữa. Từ đó là ngại đi đêm một mình nữa. Là ít khi mà dám đi đêm một mình nữa. Thì bây giờ đổi tour, vài bữa sắp xếp là hết dịch đó là rủ anh em đi một cái tour. Mình sẽ đi từ 3 giờ chiều là tới Phan Thiết, hoặc là tới đâu đó là tối tối là được. Vài bữa là chắc chắn là mình sẽ tổ chức cho anh em một cái tour. Khi nào mà mình tổ chức á, thì mình sẽ đăng lên bay cái bay mà mình hay chèn vô nè cho anh em xem, hoặc là Zalo của mình để thông báo về anh em là cái tình hình mà anh em mình chuẩn bị đi tour, làm chuyến tour cho vui thôi. Và đối với mình á, ít khi nào mà có tour bạo lực,
cái tour đối với mình là có nghĩa là anh em cùng nhau đi rồi chụp hình rồi giải trí rồi mình sẽ nghỉ dưỡng, rồi mình sẽ nói chung là mình sẽ làm cho cái tinh thần mình nó thoải mái hơn và an toàn nhất có thể. Ví dụ mình sẽ chạy anh em từ xe nhỏ đến xe lớn đi chung hết. Ví dụ ai đi xe lớn 1000 thì dẫn đầu cho mấy xe nhỏ đu theo. Ví dụ đường bình thường là mình chạy 6, 70, 80, 90, 100, 101 chẳng hạn. Còn anh em nào thấy đường đẹp 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 quá thì anh em kéo lên, phấn khích thì kéo một xíu. Nói chung là đi phải an toàn nhất có thể dành cho cái bản thân mình. Đó, rồi đi tới đó rồi anh em mình nghỉ ngơi uống cà phê rồi dàn xe chụp hình rồi anh em sẽ trao đổi kinh nghiệm này nọ. Xong rồi đi tới địa điểm thì anh em mình sẽ ăn uống nghỉ ngơi rồi đó này nọ, chơi những cái trò chơi rồi này đó. Nói chung là mình đi tour để cảm nhận được cái cuộc sống xung quanh mình đó, theo cái sở thích mình chơi là vậy đó. Và nói thiệt anh em, đi tour mà đi kiểu vậy thì chiếc xe bao giờ nó mới hư đó. Đi kiểu vậy, bảo vệ vậy thì chiếc xe bao giờ nó mới hư, rất là bền. Thì đó là mình gửi gắm anh em là những câu chuyện mình đã trải qua, sẵn nói là cho anh em biết là vài bữa nữa là chuẩn bị là hết dịch là mình sẽ tổ chức một cái tour cho anh em. Thì anh em nhớ theo dõi và anh em mình sẽ gắn kết với nhau đi một cái tour đó, để anh em mình sẽ hiểu nhau hơn. Và để thứ nhất là hiểu nhau, thứ hai là anh em mình sẽ gọi là hiểu được xe hơn. Rồi gặp nhiều anh em với nhau, những anh em mua xe nè, gặp nhiều anh em với nhau thì người ta sẽ trao đổi nhiều cái kinh nghiệm, rồi người ta trao đổi nhiều cái kỹ thuật và nhiều cái phích lỗi của con xe. Đó, xe nào cũng có lỗi, chủ yếu là mình đi mình cảm nhận và mình biết cách mình chạy nó trải nghiệm để tốt hơn. Đó là cái mà mình muốn gắn kết anh em lại, là mình tạo ra một cái sân chơi này chơi với anh em. Đó mới gọi là anh em. Rồi, thì cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker và chúc anh em cố gắng vượt qua cái mùa dịch này mạnh mẽ hơn. Nhiều sức khỏe nha anh em, gửi tới gia đình anh em là thật là nhiều sức khỏe và sẽ vượt qua cái mùa dịch này một cách đơn giản nhất và ít thiệt hại nhất. Cảm ơn anh em rất nhiều và cảm ơn anh em đã ủng hộ Minh trong thời gian qua. Để xem clip này anh em nhớ like và subscribe. Và anh em muốn Minh làm clip về cái gì nữa thì cứ comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng mình làm cho anh em xem. Bye bye.